Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm sau ngày phải bỏ xứ ra đi, sống đời lưu vong vất vưởng ở nơi đất khách quê người. Một số kẻ chống cộng cực đoan, vốn là tàn dư của một chế độ bán nước hại dân, vẫn không tình ngộ để chấp nhận kết thúc bẽ bàng của số phận, vẫn nuôi ảo vọng về ngày phục quốc. Từ đó, một số tổ chức chống cộng nối nhau ra đời chỉ nhằm mục đích duy nhất là chống phá đất nước và dọa dẫm lừa gạt kiếm trác tiền bạc. Trong chương trình trước, chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn bài 1 có tiêu đề Mặt thật chống cộng trong loạt bài của tác giả Hồng Quang có tiêu đề chung là Nhận diện các tổ chức chống cộng của người Việt ở nước ngoài đăng hai kỳ trong một bình luận phê phán báo nhân dân. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài 2 có tiêu đề Lập chính phủ để lừa đảo và khủng bố. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đề cập hoạt động chống cộng của người Việt ở nước ngoài, phải nhắc tới sự ra đời của các loại chính phủ chỉ tồn tại bằng thủ đoạn buôn hận thù, bán hàng giả, nhằm lừa bịp, quyên góp tiền bạc, tuyên truyền luận điệu sai trái, tiến hành phá hoại, khủng bố. Đáng tiếc vẫn có một số người ở trong nước lại a dua với trò dối trá bạo lực này và có hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 25 tháng 7 năm 2004, một số nhân vật được Nguyễn Hữu Chánh gắn cho nhãn hiệu bộ trưởng, ủy viên cao cấp của cái gọi là chính phủ Việt Nam tự do đã tổ chức một cuộc meeting tại thành phố Bueva Park, bang California, Mỹ. Tại đây, sau khi khẳng định bản chất xấu xa của Nguyễn Hữu Chánh, song không lên tiếng vì lo bị trả thù, cũng chính các nhân vật nêu trên đồng thanh kết tội Nguyễn Hữu Chánh đã lừa bịp, chỉ đạo hoạt động khủng bố. Như Nguyễn Thành Huy người được tránh cử làm trợ lý hội đồng điều phối trung ương kể phòng làm việc của tránh có mấy cái điện thoại hắn bảo tôi một cái nối trực tiếp với tổng thống mỹ cái khác nối với trung tâm cia còn cái này liên lạc với bộ trưởng quốc phòng mỹ khi tránh đi khỏi tôi lén kiểm tra thì thấy một cái nối với chuông gọi cửa một cái nối xuống bếp một cái sang phòng của tôi còn Nguyễn Ngọc Trấn thì đặt câu hỏi Tôi thấy tránh phong cho ông này đại tướng, ông kia trung tướng, ông nọ bộ trưởng. Đúng là trò hề. Các ông tham gia tổ chức của nó vì những cái lon ma đó phải không? Hay vì lời hứa hão của nó về các khoản viện trợ hàng triệu, hàng tỷ đô la? Năm 1995, Nguyễn Hữu Tránh lập cái gọi là Chính phủ Việt Nam tự do Lấy quốc kỳ là cờ vàng ba sọc đỏ, quốc ca là Tiếng gọi công dân và tự xưng là thủ tướng Quang Trung tái thế. Trước hoạt động liều lĩnh của Nguyễn Hữu Chánh như tuyển mộ người Việt sống tại Campuchia lúc đó, đưa sang Thái Lan huấn luyện và xâm nhập về nước, giải chuyển đơn, đặt bom tại đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, Bangkok, lên kế hoạch sử dụng thuốc nổ phá hoại một số điểm công cộng tại các thành phố lớn. Chính quyền Việt Nam đã kiên quyết hành động để bảo đảm an ninh xã hội, trong đó xác định Chính phủ cách mạng Việt Nam tự do là tổ chức khủng bố, phát lệnh truy nã Nguyễn Hữu Chánh Một số người theo ông ta tổ chức khủng bố đã bị xét xử, phải nhận án tù Đến năm 2008, Nguyễn Hữu Chánh tuyên bố giải tán chính phủ, xong không rõ sau đó 3 triệu thành viên, 17.000 kháng chiến quân mà ông ta khoe khoang, có số phận ra sao? tuy nhiên nguyễn hữu tránh không phải là duy nhất vì ngay tại mỹ sau mấy chục năm đã có các tổ chức như chính phủ việt nam cộng hòa lưu vong với nguyễn thế quang tự xưng tổng thống ủy ban lãnh đạo lâm thời việt nam cộng hòa với chủ tịch nguyễn ngọc bích chính phủ việt nam cộng hòa của nguyễn bá cẩn lý tổng bá nguyễn văn chức chính phủ quốc gia lâm thời với đào minh quân tự xưng thủ tướng chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa với Trần Dần, tự xưng quốc trưởng, nhà tiên tri vũ trụ, đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ. Không những tổ chức nào cũng tự nhận hậu duệ chân truyền của Việt Nam Cộng Hòa, rồi bị bợm về thực lực uy tín để lường gạt. Mà thi thoảng, mấy thứ chính phủ này còn rùm men ra chỉ thị, tuyên bố, đòi thi hành Hiệp định Paris, khôi phục Việt Nam Cộng Hòa ra quyết định bổ nhiệm tướng lĩnh bộ trưởng và liên tục miệt thị lẫn nhau như vừa qua đào minh quân công bố lệnh bắt giữ tổng thống nguyễn thế quang quốc trưởng trần dần họ hành xử nhố nhăng tới mức một số kẻ chống cộng cũng phải ngán ngầm như tác giả bài viết chính phủ lưu vong và những trò hề kịch cỡm đăng trên một trang mạng nổi tiếng chống cộng ở pháp đã làm mấy câu thơ con lại các ngài chính phủ ôi diễn trò kịch cỡm cũng vừa thôi mang hia đội mão y uông lắm chỉ tổ mỹ chê việt cộng cười lập chính phủ để sau đó chết yểu tồn tại lắt lay lúc bản chất xấu xa bị nhận diện là vội vàng giải thể nhưng vẫn có kẻ cố đấm ăn xôi bất chấp lương chi bất chấp lẽ phải vu khống Đảng và Nhà nước Việt Nam bán đất bán biển, nấp dưới chiêu bài phục quốc đấu tranh vì dân chủ nhân quyền ở quốc nội để chống phá. Chưa cháo, bì ổi nhất trong số này hiện nay có lẽ là chính phủ quốc gia lâm thời của Đảo Minh Quân. Là trung úy của chế độ Sài Gòn trước đây, năm 1978, Đảo Minh Quân vượt biên định cư ở Mỹ, năm 1991 ông ta lập cái gọi là chính phủ quốc gia lâm thời, tự xưng thủ tướng, tự nhận là hiện thân của lời giải từ sấm trạng trình, bịa ra đủ thứ hội đồng, văn phòng, ban bệ để khuếch trương, lôi kéo, móc nối, phong cho người đi theo làm bộ trưởng, gắn hàm tướng tá cho làm các loại tư lệnh. Để lừa bịp, Đảo Minh Quân khoe chính phủ của ông ta được Mỹ và 28 nước EU công nhận Xong một bản tin trên CNN xác minh không có việc này. Lừa bị người trong nước, Đảo Minh Quân vẽ ra câu chuyện hoang đường về việc tổ chức khủng bố của ông ta có quân đội tên lửa Tomahawk, máy bay F-35, F-22, cử ba sư đoàn về nước, thông báo tuyển mộ binh lính, phát hành tiền ảo, kiện ra tòa án quốc tế đòi bồi thường 36.000 tỷ đô la Mỹ, thông báo Đảo Minh Quân sẽ về Việt Nam nhận bản giao chính quyền. Về hành tung của Đảo Minh Quân, trong video clip trên YouTube ngày mùng 6 tháng 5 năm 2018, NHHD, một người Mỹ gốc Việt chống cộng điên cuồng, tự nhận mất bởi hai năm tuổi trẻ cho các chính trị gia salon lừa gạt chiến hữu, nói nhiều chẳng làm được bao nhiêu, dành 100 phút vạch trần bản chất bịp bợm tầm bậy tầm bạ của Đảo Minh Quân, chỉ rõ Đào Minh Quân đang diễn lại các trò hề Nguyễn Hữu Chánh từng diễn, kêu gọi Đào Minh Quân dừng lại đi, làm như thế là sao, đừng hù thiên hạ nữa. Đào Minh Quân ăn cơm ăn mì đi, đừng ăn thuốc nổ nữa và khuyến cáo người trong nước đừng bao giờ tin Đào Minh Quân đem quân về Việt Nam. Chính phủ Đào Minh Quân không hợp pháp ở Mỹ mà chỉ là diễn tuồng, chứng kiến các trò hề này đến nguyễn hữu chánh cũng phải thốt lên tôi sợ nhất là bị việt cộng coi thường họ khinh bỉ chúng ta không giống con giáp nào hết giống như cái tuồng cải lương ở ngoài này vẽ vời lung tung thì đó là nỗi ô nhục nghe theo dõi suy nghĩ mà thấy đau lòng quá xấu hổ quá xạo diễn tuồng đó là ngôn từ phổ biến thường được chính những người trong cuộc sử dụng khi nhận xét đánh giá về bản chất của mọi tổ chức cá nhân chống cộng của người gốc Việt ở nước ngoài. Thực tế cho thấy, tổ chức cá nhân nào càng hô hào đấu tranh vì dân chủ nhân quyền thì trình độ xạo diễn tuồng càng cao. Đáng tiếc, trong nước lại có người tin theo họ và có hành vi vi phạm pháp luật mà sự kiện tỏa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên tòa xét xử một số bị cáo là thành viên tổ chức khủng bố của đảo minh quân là thí dụ lịch sử đã khác trước thời của những kẻ lừa bịp dậm dọa để chống cộng đã qua từ nhận thức bản chất sự thật mà rất nhiều người gốc việt thay đổi suy nghĩ ân hận về việc đã làm công khai chỉ đích danh những kẻ buôn hận thù bán hàng giả như ông david nguyễn một người chống cộng nổi tiếng sau khi về thăm đất nước đã phát biểu. Tôi nhận ra những gì tôi được thông tin, những gì tôi được biết và những việc làm của tôi là hoàn toàn không trung thực. Nhìn các em còn rất trẻ, chỉ cỡ tuổi con tuổi cháu tôi đã hy sinh tuổi trẻ, hy sinh tất cả để ra tuyến đầu. Tôi rất bức xúc với chính mình. Một người như tôi đã không làm được như vậy mà còn chống lại, đã không đóng góp xây dựng đất nước mà còn làm trái ngược. Tôi thực sự xấu hổ. Hoặc vừa qua, tại cuộc họp mặt do Win Win Việt Nam tổ chức ở Bonsa, California, Mỹ, một số người Mỹ gốc Việt đã nói rất trực diện, cụ thể. Khi các chiến sĩ mang thân mình giữ từng tấc đất của Tổ quốc, thì họ ngồi bên này xuyên tạc nói xấu các chiến sĩ. Họ làm cho tôi thấy bỉ ổi. Cả một dân tộc đang bảo vệ biển đảo mà cứ nói bán biển đảo thì đó là sự bỉ ổi không thể chấp nhận. Hay Việt Nam xây dựng thành công để bước vào con đường thịnh vượng, đó là thực tế khách quan mà mọi người đều thấy. Thành công ấy có từ ba nguyên nhân. Thứ nhất, 43 năm đất nước đã có hòa bình, thống nhất, nhà nước nhân dân và quân đội đã bảo vệ nền hòa bình thống nhất đó. Thứ hai, nhân dân rất nỗ lực xây dựng đất nước từ hoang tàn đổ nát để đất nước phát triển. Thứ ba, chính phủ Việt Nam đã vạch đường lối đúng đắn và đi đúng đường lối để xây dựng đất nước thành công. Đồng bào hải ngoại cần nhìn vào thành công của đất nước để tri ân đồng bào trong nước, tri ân chính phủ, sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cầm quyền đã hoạch định để có nước Việt Nam đẹp đẽ đồng bào hải ngoại về thăm đất nước là thừa hưởng thành quả nhân dân Việt Nam xây dựng được. Chúc đất nước thành công hơn nữa, đúng như lời của cụ Hồ, thành công, thành công, đại thành công. Thực tế đó càng khẳng định, không tổ chức hay cá nhân nào có thể mãi che lấp, ngăn cản nhận thức đúng đắn, công khai của người Việt Nam ở nước ngoài. Đó là xu thế tất yếu không thể ngăn cản và chắc chắn phong trào chống cộng sẽ tới ngày diệt vọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài 2 có tiêu đề Lập chính phủ để lừa đảo và khủng bố. Trong loạt bài có tiêu đề chung là Nhận diện các tổ chức chống cộng của người Việt ở nước ngoài của tác giả Hồng Quang. Bài đăng hai kỳ trong một bình luận phê phán báo Nhân dân. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.